Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào ngày thứ 27 trong một cái chương trình dài hạn mà chưa có lối thoát. Kính thưa quý vị, đó là việc chính phủ vẫn bị shutdown, tuy nhiên là chính phủ vẫn bị đóng cửa. Một trong những sự kiện ngày hôm qua, cà phê sáng chúng tôi đã gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, đó là việc bà Nancy Pelosi, một trong những vị tân chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, đã chính thức gửi một cái bức thư đến cho Tổng thống Donald Trump và đề nghị với Tổng thống Donald Trump tạm thời trì hoãn cái cuộc mà gọi là gặp gỡ để đọc một bài diễn văn quốc gia theo như thông lệ hàng năm của các vị tổng thống của Hoa Kỳ, vì sự kiện là vấn đề an ninh chưa được an toàn vì chính ảnh hưởng của vấn đề gọi là đóng cửa chính phủ. Kính thưa quý vị, sự kiện này là một trong những sự kiện lần đầu tiên xảy ra khi một vị chủ tịch Hạ viện đã đơn thuần gửi một lá thư cho vị tư lệnh tối cao, đó là tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trì hoãn lại bài diễn văn quốc gia mà theo thông lệ hàng năm cần phải có đọc tại lưỡng viện của Hoa Kỳ. Sự kiện này đã gây nên đến một cái sự mâu thuẫn có thể nói khó có hàn gắn được giữa những thành phần lãnh đạo của đảng Dân Chủ hiện nay đang nắm đa số tại Hạ viện với Tòa Bạch Ốc do Tổng thống Donald Trump đang hướng dẫn. Kính thưa quý vị, việc liệu khả năng có thể trì hoãn được bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump hay không? Thì ngày hôm qua, các chức quan chức hàng đầu của Nhà Trắng đã thảo luận về việc liệu Thượng viện cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát hiện nay có thể mời Tổng thống Donald Trump đơn thuần đến đọc một cái địa chỉ liên bang tại lưỡng viện tại Hoa Kỳ hay là không. Điều này, theo đề nghị của Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi hôm thứ Tư, đã cho rằng có tính cách đề nghị trì hoãn và để thực hiện bằng một cái văn bản do chính Hạ viện gửi đến cho chính phủ, cho Tổng thống. Các tân nhân viên của Thượng viện, đặc biệt là vị lãnh đạo khối đa số của Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch Connell, vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận nêu trên. Các quan chức chính quyền cấp cao nói rằng Nhà Trắng nói về việc muốn vấn đề việc trước tiên là vấn đề đóng cửa chính phủ phải cần kết thúc sớm. Nhưng điều đó được kết hợp vẫn tiếp tục khẳng định là sẽ không có sự mở cửa lại của chính phủ nếu không có sự tài trợ mà Tổng thống Donald Trump vẫn cương quyết yêu cầu, với một cái ngân khoản là 5.7 tỷ đô la cho việc xây dựng bức tường. Các viên chức cao cấp hiện nay đang khuyên Tổng thống lời đề nghị của bà Pelosi là một dấu hiệu của một cái sự yếu đuối. Đảng Dân Chủ sợ rằng chính ngay Tổng thống sẽ sử dụng một cái sân khấu này để làm lợi thế cho mình. Không biết đó có phải là trường hợp thực sự không, nhưng đó là những gì mà các quan chức Nhà Trắng hiện nay đang lo ngại về vấn đề của Tổng thống Donald Trump. Như quý vị đã biết rằng tất cả các nhà phân tích cho rằng bà Nancy Pelosi đã đưa ra một cái lời đề nghị vì bà ngại rằng trong cái bài diễn văn đọc trước lưỡng viện của Hoa Kỳ theo thông lệ hàng năm, Tổng thống Donald Trump sẽ có cơ hội lấy lại tất cả những cái ưu điểm của mình và điều này sẽ làm bất lợi cho đảng Dân Chủ khi họ tiếp tục chống đối Tổng thống Donald Trump trong vấn đề leo thang và làm reo về vấn đề gọi là xây dựng bức tường. Nhà Trắng hiện nay cũng đang hoạt động dựa trên tất cả những cái gì mà đảng Dân Chủ đã cố tình phá vỡ, và hình như đảng Cộng Hòa sẽ vẫn được thống nhất, và Nhà Trắng hiện nay đang có dấu hiệu thay đổi tất cả cái nhu cầu tài trợ với việc mở cửa lại chính phủ. Và hiện nay thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang làm việc rất là gần kề cận với một trong những cái sự việc làm sao để cái bài diễn văn liên bang của Tổng thống sẽ được đọc ra đúng giờ đúng ngày và không cái lời đề nghị của bà Nancy Pelosi không có ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy đến trong bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump vào sắp tới sẽ được diễn ra. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái sự kiện đặc biệt mà chúng ta cần theo dõi vì đây là một cái sự việc phá lệ những cái gì mà chúng ta đã đón nhận trong một cái thời gian dài theo truyền thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa Như Huyền,
Chắc là chúng ta phải nói việc trước tiên, trong những thời gian gần đây chúng ta đã có những cái sự mà làm cho tất cả các quốc gia đang cạnh tranh với Hoa Kỳ và họ cho rằng là Hoa Kỳ càng ngày càng đi chậm lại trong cái lĩnh vực không gian, và đặc biệt là trong một những cái lĩnh vực quan trọng nhất, đó là vấn đề bảo đảm liệu tất cả các tên lửa đánh vào Hoa Kỳ có bị được ngăn chặn hay là không. Thì Hoa Kỳ đang có một cái kế hoạch gì, thưa Duy Huyền? Thưa quý vị, điều này không, như anh Trọng cũng đã nói là chưa được công bố rất là chi tiết, nhưng mà theo thông tin cho biết là chính trị Trump sẽ đưa ra một chiến lược cho một hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến hơn và dựa trên không gian tích cực hơn, mà để chống lại các mối đe dọa hiện đang có từ Triều Tiên hoặc là Iran và các hệ thống vũ khí tên lửa và tiên tiến như được của Nga và Trung Quốc. Và theo thông tin cho biết của Lầu Năm Góc cho biết rằng chính quyền đã đánh giá phòng thủ tên lửa là lần đầu tiên được biên soạn từ năm 2012 và đã được thử nghiệm và kiểm tra từ năm đó cho tới hôm nay, và dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump vào sắp tới đây. Và đánh giá mới kết luận rằng sẽ bảo vệ đầy đủ cho nước Mỹ nếu mà sự tiên tiến những tên lửa này sẽ được chuẩn bị và đầy đủ để trên ở không gian và sử dụng các hệ thống để nhanh chóng phát hiện hơn những tên lửa của đối thủ. Và những tên lửa này sẽ nhạy bén hơn, và theo nhận thức cho biết những mối tiềm ẩn xung quanh của vũ khí không gian, chiến lược thúc đẩy các nghiên cứu. Ông ta, chính quyền Trung cũng đã thúc đẩy vấn đề trong việc nghiên cứu những tên lửa này, và thử nghiệm nó không được bắt buộc nhưng hiện tại vẫn đang nằm trong tiến hành và tiếp tục làm việc. Và cụ thể, Hoa Kỳ cũng đang xem xét đưa ra một cảm biến không gian để phát hiện nhanh hơn của tên lửa đối phương khi mà chúng đã được phóng. Và theo quan chức chính quyền cao cấp, người đã công báo với là phóng viên vào hôm thứ Tư vừa rồi, và quan chức Hoa Kỳ coi không gian là một trong những khu vực rất là quan trọng cho khả năng tiên tiến của những kỹ thuật và thế hệ tiếp theo để vượt lên trước lên với các mối đe dọa. Và quan chức này, đây là điều kiện họ chưa công bố và tiết lộ những thông tin chi tiết là những tên lửa này nó sẽ hoạt động như thế nào. Kính thưa quý vị, chính quyền Hoa Kỳ cũng có kế hoạch nghiên cứu và tất cả các ý tưởng về vấn đề thành lập tất cả các căn cứ đánh chặn trong không gian. Và do đó, Hoa Kỳ có thể tấn công tên lửa đối phương trong những phút đầu tiên của chuyến bay khi động cơ tăng áp vẫn còn đang cháy ở trong không gian. Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện mà người ta đang nghi ngờ về vấn đề liệu cơ quan quốc phòng của Hoa Kỳ có thể ngăn chặn được tất cả những tên lửa của đối phương bắn vào trong vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ hay là không. Quốc hội cũng đã ra lệnh đánh giá này và chỉ đạo Lầu Năm Góc, tuy nhiên, kính thưa quý vị, là Bộ Quốc phòng thúc đẩy mạnh mẽ hơn phương pháp tiếp cận giai đoạn tăng cường. Các quan chức muốn nghiên cứu tính khả thi và của ý tưởng khám phá những cách đó có thể thực hiện một cách hoàn hảo. Chiến lược mới này nhằm bảo vệ Hoa Kỳ tốt hơn trước các đối thủ tiềm năng như Nga và Trung Quốc. Những người đang phát triển và bảo vệ một loạt các tên lửa thành công và tiên tiến này có thể đây là một trong những cái mối đe dọa mà Mỹ và các đồng minh của Mỹ đang phải gánh chịu. Kính thưa quý vị, gần đây thì chắc quý vị theo dõi đã thấy Tổng thống Vladimir Putin của Nga Show đã tuyên bố tất cả những cái sự kiện về vấn đề tất cả các hỏa tiễn tấn công của Nga Show với một cái tốc độ tối đa và khó có một cái hỏa tiễn nào có thể ngăn chặn được họ ở trong không gian. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nói chiến lược mới này là mục đích nhằm bảo vệ Hoa Kỳ tốt hơn trước và các đối thủ có thể nói là có khả năng tiềm tàng tấn công Hoa Kỳ như Trung Quốc và Nga Show vẫn không phải là những mối đe dọa lo ngại đến từ họ. Chẳng hạn như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ những vũ khí chiến lược mới mà ông tuyên bố có thể bị chặn lại. Phát triển trong một cái lực lượng gọi là đẩy lên một cái lực lượng âm thanh mới, siêu âm mới và sẽ cách mạng hóa chiến tranh bằng cách cung cấp khả năng và tấn công mục tiêu nhanh hơn ở khoảng cách xa hơn. Và kính thưa quý vị, một trong những cái sự kiện mà người ta nói rằng là một trong những quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc đó là tướng Robert Ashley, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng, đã nói với Quốc hội năm ngoái rằng Trung Quốc họ đang phát triển các đầu đạn tên lửa ngày càng tinh vi hơn và các phương tiện bay lượn ở trên không gian, và các nỗ lực chống lại các hàng phủ tên lửa đạn đạo của chúng ta đã đến lúc cần đặt vào quy hoạch, và chúng ta cần phải đề cập đến vấn đề này, và chúng tôi cần có một cái ngân sách để theo dõi, nghiên cứu. Và với văn phòng vũ khí tên lửa đạn đạo hiện nay của Hoa Kỳ dựa trên những cái yếu tố căn bản, đó là những căn cứ ở trên mặt đất, những chiến hạm và tàu ngầm, liệu tất cả những cái căn cứ và
những cái cơ sở này có đủ sức để chống lại tất cả những cái gì mà hiện nay đang phát triển một cách có thể nói rất là nhanh chóng ở các quốc gia mà chúng ta đặt họ ngang tầm và là đối thủ của chúng ta, đó là Nga, Xô và Trung Quốc. Trong lúc đó thì Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump đều nhấn mạnh khả năng dựa trên không gian là bước theo một cái bước mới của gọi chiến dịch tên lửa của Hoa Kỳ trên không trung. Đây là một trong những sự kiện mà sáng nay Ngũ Giác Đài vừa loan báo, và chúng ta có một cái sự ghi nhận rằng là đã đến lúc tất cả những sự phát triển của đối phương, bao gồm hai quốc gia hùng mạnh đó là Cộng hòa Liên bang Nga và Trung Quốc, là một trong cái sự thách thức lớn lao trên ngành không gian, cũng giống như tất cả các vũ khí ở trong không gian đối với Hoa Kỳ. Liệu chúng ta, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, sẽ có những biện pháp thích ứng như thế nào trong tương lai? Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.